Em sợ hôm nay học đi con. Ok, vậy thì phải học ngoan đó nha. Còn nếu không là cô sẽ phạt luôn cả hai chị em. Ok. Now, before we go to the... Okay, I want to ask you some questions. How are you today? How are you today? Trả lời sao nhỉ? How are you today? I'm thank you, I'm good. Okay, I'm fine, thank you là được rồi. Chứ không, hoặc là I'm good, thank you. Hả? I'm good. Rồi, phá ra rồi. Okay, now let's start. Chúng ta sẽ vào bài học luôn nha, để cho nó kịp ha. Now, cô kiểm tra lại bài cũ một chút. Tám giờ 5 phút rồi. Rồi, vậy bây giờ mình sẽ kiểm tra lại một chút xíu nè. Không nhảy đâu. Hôm nay là hồi nữa mẹ bật nhạc. Ok, rồi vậy gì? Bây giờ chị Thư trả lời lại cho cô các câu này nha. Ok Thư, what can you see? Tell me. Ba cái luôn. Con tự nói ba cái luôn. What can you see? Trả lời. What can you see? Three things. Ba thứ trên màn hình. Con thấy màn hình không? Yeah. What can you see? Mẹ biết ơi, thỏ nó cho con học mẹ ơi. Em đừng làm. Làm đi dây để chị học mau lên. Đúng rồi. Học chị đi cất cái đi mà học. Em ơi chồng à, thứ của em. Nè, yeah, ok. Thỏ ngoan nha. Rồi bông. Bông cứ trả lời cho cô nào, nếu không bây giờ cô sẽ phạt cả hai chị em nha. Nào bông, what can you see? Cho chị nói. What can you see? Cho chị đây. Ai? I can see a Hôm trước mới trả lời xong, hôm nay lại quên rồi. Cô cho học lại đó nha. Còn đâu cô học cái này, cần đâu cô ôn được cái này đâu. Ủa hôm trước con mới trả lời được cô xong luôn á Bông, sao giờ con lại nói như vậy được? Chim cút. Cái này con đi à. Khoai lở. Một phân tứ. Khoai. Quail. Đọc từ này cho cô đây nè. Quail. Rồi thêm chữ L của nhà quail. Quail. Okay. Now. And next one. What can you see? Một phần tư. Yep. Cái này là tổ cái từ. Quarter. Quarter. And the last one. And the last one. Chim quần đây này. Chim quần nè. Quần nè. Quần nè. Câu hỏi. Để chị học. Câu hỏi. Để chị học cây.
Coca-Cola. No, 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 not. Không phải. Không đúng. Câu hỏi là gì? Đọc lại từ câu hỏi này. Quest. 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 No. Quest. Không, mà như thế này là bữa sau cô bắt học lại đấy nha. Cô bắt viết lại 100 lần luôn đó. 100 lần. Đúng rồi. Tại vì con học xong con cứ nhớ được một hôm xong con lại quên, như vậy là không được. Nào. Sao mấy em cứ đứng ghế lại đây là sao cô? Đừng có hỏi cô, không hỏi cô những chuyện như vậy nữa. Bây giờ nhiệm vụ của mình là gì? Là trả lời câu hỏi của cô đã nha. Tell me. Tell me. Okay, what is it? Các em thôi. Mơ, không có em mà. A question. Em chỉ question. Nào, bây giờ lặp lại cho cô ba từ. Thỏ, ngồi yên lặng cho cô nào. Quail. Quail. Quarter. Quarter. Question. Question. Rồi, tự nhẩm lại cho cô mỗi từ 5 lần. Tự nhẩm nha. Quail. Quarter. Quail. 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 Quay. Quay. Yeah, quailer, quarter. Quarter. Number. Quest. Quest gì? Quest. Question. Question. Quest. 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 Có gì ở cuối? Quest. Quest. Yeah, questioned. Okay. Now. Okay, next one, please. Rồi, tiếp theo. Chúng ta có gì đây? What can you see? Or what is it? What is it? Biết. Như này. Ừ, cái bút để viết là gì nhỉ? Ờ, có cái bút trắng này. Không, cô đang hỏi cái bút ở trên đó. Cái bút lông, lông có lông chim ấy. Cái bút lông chim. Q-U-I-L-L. Q-U-I double L. Double L. Double L là double là hai chữ gì? No, double L. Now, Q U I double L. Chúng ta đọc sao? Đọc sao đây? Nào, 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 nào. Có chữ nào? Đúng rồi. Cô đang hỏi cả ba cái. Cô đang hỏi cái bút gì mà cô nói phải cái bút gì mà. Để chị học nha. Nào, ok. Bông vậy ba cái này là gì? Con tự nói lần lượt cho cô nào. What can you see? I can see. Pop. I can see. Mở vở ra xem nào. Không học học bài mà không nhớ gì cả. Đâu. Bố con gọi. Thì con tắt đi.
Nào nhanh nào bông nào, không là hôm nay là cô cho viết lại cả hai hai. I can see a quill. A quill trước nha. A quill. Gì? Rồi tới gì? Rồi tới gì? Nhanh, cái này là nhanh hay chậm? Chậm. Cái này nhanh hay chậm? Cái hình số 2 là nhanh hay chậm? Chậm. Chậm là đâu? Chậm là nhiên có như vậy mà mình học rồi mà con. Vậy là gì? Vậy là gì? Là từ gì trong đó, mở quyển vở ra cho cô xem nào. Chữ đó là từ nào? Letter là letter gì? Letter Q. Cô đang hỏi về letter Q nha. Letter Q là chữ gì? Cái này nằm ở đâu? Từ nhanh này là từ nào? Quick. Thấy chưa? Đánh vần chữ quick cho cô nghe nè. Đánh vần chữ quick cho cô nè. Đánh vần nè. Spell it. Queer. Sorry. Chữ quick đọc nào? Q. Đâu? Chữ quick đâu? Giờ viết là không biết cái chỗ nào luôn á. Đây cô không nhìn thấy đâu, con đánh vần đi, mờ lắm. Có phải là quờ không? Có được đọc là quờ không? Now spell it in English. Kệ em, không để ý đến em, mình đánh vần đi. Q. 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 Đánh vần sao bông? Đánh vần tiếng Anh mà. Trong bữa nay lại quên rồi, ngày xưa đánh vần giỏi lắm mà. Nghĩa là không biết từ đó là từ nào luôn. Vậy cô cho con học lại bài này nhá. Con hỏi mẹ. Không, con không hỏi mẹ. Con học hay là mẹ học? Bông học hay là mẹ học? Con đọc. Con học, vậy ai viết bài? Con viết bài đúng không? Con viết bài thì con phải nhớ chứ. Cái này. Thấy, con phải đánh vần cô mới biết chứ cô không nhìn thấy đâu. Một chữ, ví dụ con viết một chữ thì cô còn nhìn được, còn với con viết nhiều chữ gần nhau cô không đọc ra được. Nào em thở rồi cho tự nè. Có phải em thở em lấy mèo. À em heo, em thở đi ra ngoài nè. Rồi con học đi.
Em cũng chưa làm ồn gì cả. Làm gương cho em để em xem chị Bông học như thế nào nè. Dạo này xem tivi hơi nhiều đúng không? Không học bài mà xem tivi thôi đúng không? Nào Bông, Bông chú ý vào đây. Cô cũng nghe rồi nha. Đó. Không chịu học bài gì hết. Nếu vậy thì hôm nay cô phạt Bông sao đây? Bây giờ bài cũ không nhớ làm sao đây? Nhớ không biết nó là chữ gì luôn. Tại sao? Không tìm được chữ quick, không biết chữ quick viết như thế nào, cũng không đánh vần được chữ. À, sao đây? Dạ không, ý là có ôn chữ rồi, lát em kiểm tra, còn bài này là em đã kiểm tra hai lần rồi, lần này lần thứ ba. Thấy chưa? Bình Vân đi. Bình Vân đi cô bé. Q. Q. Cơ mô đó. Q. Q. You. Why? Ai? Ai? K. K. Từ chữ U ra chữ nào cũng học hết rồi đó nha. Và cô cũng bày cho đọc alphabet rồi. Dạo này không đánh vần được luôn. Đó. Hồi nãy em cũng đoán thế. Em hỏi là có học bài không hay lại ngồi xem tivi đây. Ốm là ốm cái chạy rồi. Đọc mày xem tivi chi. Quân 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 nào spell it, đánh vần nào, spell it. Không phải quờ, quờ là tiếng Việt rồi. Mới đánh vần chữ quick xong mà lại qua đây lại quờ rồi. Q. U. R. N. Hai chữ nữa. Mẹ ơi. Corn. Hết chưa? Mẹ chắc cám rồi. Cháu chắc cám. Okay, look at that. What can you see? What can you see? I can see rabbit. I can see a rabbit. I can see a rabbit. A rainbow. And river. Okay, and the river, next one. What can you see? What can you see? Look at that. What can you see? Nhìn cái bức tranh nào. Ai? I can see a. I
A rose. A rose. A road. A road. A road. A road. A road. And a and a ray rồi không học bài đó. Từ ngày mai trở đi cô mà còn nghe mẹ nói là về buổi trưa không chịu ngủ hoặc là không học bài mà ngồi xem tivi nữa là mỗi từ này viết 100 lần nha. Rõ chưa Bông? Bông nghe chưa? Dạ. Hứa nha. Chứ dạo này con không có học bài, con cô khi nào có kiểm tra con cũng quên lắm, con buồn lắm. Cô buồn chứ không? Cô cứ dạy con xong rồi con nhớ được xong rồi không sao con lại quên mất tiêu con, tại vì con không học lại. Có những cái con nhớ, có những cái con đâu có nhớ đâu. Đó, có một cái từ radio mà bữa giờ con quên 4-5 lần rồi. Radio. Radio. Ok. Now. What can you see? Red. Yeah, red. Runner. Runner and mưa. Red, runner and Nào đánh vần nào. And từ gì? Đánh vần chữ đó cho cô. Dạ. Từ này mưa. And mưa. Mưa là gì? Mưa. Đánh vần lại bằng tiếng Anh cho cô nào, không có R A I N nào ở đây hết á. Dạ. Rain. Rain. Rain, okay. Rain. Okay, R, A, I và cuối cùng là gì? N. R, A, I, N. Okay. Now let's start. What is it? What can you see? Cấu trúc Mỹ. What can you see? I... Nào, nghe câu hỏi. Bông con đi tiếng câu hỏi một lần cho cô. What can you see? What can you see? Thì phải trả lời sao? I can see. I can see. Một cái gì thì ờ vào đấy. I can see backward. Ờ. Letter gì? Letter R thì phải là R R R. Thì nó phải bắt đầu bằng âm R chứ. I can see a. Rat. Raccoon. Yeah, raccoon. Now next one. A. Cái nhẫn. Ở gì nữa? Đánh vần nào. R. One. I.
Why là y dài, còn ai là y ngắn? Ai. Ai. G. I N G. 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 G không phải ri. G. 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 Letter G mình học rồi mà. I can see a raccoon. Và từ đó R-I-N-G đọc là ring. Ring. And and a ark. Letter R mà. And gì? Cái dây. Ờ đúng rồi, cái dây. Cái dây đọc sao? No. Đọc là gì? Spell it, đánh vần nào. Nó bắt đầu bằng chữ R chứ nó không thể nào bắt đầu bằng chữ, nó phải là chữ ác được. O. R O. R O. P. P. E. Rope. 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 Rồi, nhớ lại cho cô nào. I can see red runner and rain. I can see red runner and rain. Rain. I can see a raccoon, a ring and a rope. And a raccoon, a I ring. Can see a raccoon, a rock. Ring, and a rock. A ring and a rock. Now again, I can see a raccoon. Can see a raccoon. A ring. A ring. And a rock. And a rock. A rock. 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 Okay. Sao cô kiểm tra lại phần này đấy nha. Cô sẽ kiểm tra đến khi nào thuộc thì thôi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang một cái chủ đề mới. Ngày hôm nay chúng ta sẽ học về tính từ sở hữu. Tính từ sở hữu, cô giải thích một chút cho mình. Nghĩa là bây giờ ví dụ con nói tôi á là ai đúng chưa? Tôi là ai đúng không? Đúng không con? Con hay xưng là tôi nhìn thấy thì là I can see á. Vậy cô ấy là gì nhỉ? Tôi là ai rồi? Tiếp theo bạn là gì? Bây giờ nói lại tiếp cho con là bạn là gì? Học bài là cô mà. I can see. Tôi là ai? Tôi trái. Bạn là gì? Bỏ chạy lên đây. Bạn là you, được chưa? Nhớ không? Nếu mình hỏi how are you, bạn có khỏe không đấy? Rồi. How are you? Rồi nha. Vậy thì bây giờ cô ấy, hồi trước mình học rồi. Cô ấy đọc là gì? She. Nhớ không đấy? Rồi. Anh ấy sẽ là gì? He. Em bé của con. Nào chú ý vào. Đúng chưa? Nhớ đợi cho cô này. Tôi là ai? Bạn là you. Cô ấy là she và anh ấy là he. Bây giờ chúng ta đi cùng vào phần. My. Nào. My. 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 Rồi, khi mà mình nói là tôi thì mình nói ai, nhưng mà khi mà mình nói của tôi, chúng ta sẽ hiểu dụng từ my. You. Rồi, bạn thì là you, nhưng của bạn sẽ là you. Your. 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 Không phải raw.
Đúng rồi, con lấy bút viết lại cho cô nè. What must I play for? Mình viết nhanh lên nha, và nó không phải là raw, nó là your. Dạ, cô viết đang trên hay viết đang dưới cô? Con quyển vở con đang ở đâu? Con viết như bình thường thôi. Hôm nay con có hai cái bút muối. Bút mực thường nha hả? Mô mày cho con 10 người cứ mua chứ. Năm thử một. Cho rồi. Tự nhiên được cho tiền làm gì nữa? Cái này đi tìm dưới cô. Con viết cái nào? Ý là con viết như từ vựng bình thường thôi. Cô đâu biết chuyển vở này của con là như thế nào đâu. Trên. Nào viết nhanh nha. Viết sau một tháng. Tại vì cái này nó rất là... Không, viết một từ thôi. Lúc này về nhà luyện viết sau. Bây giờ không phải lúc luyện luyện viết. Con chỉ viết cho cô mỗi từ một lần thôi. Mỗi từ một lần. Ừ. Mỗi từ con viết một lần thôi cho cô. Xong chưa? Finish. Viết cả hai từ này nha. Con nên viết thẳng một. Xong. Con xong một hàng rồi. Cô đã bảo là viết. Cô viết viết hàng không? Con viết xong hai hàng rồi mà. Bộ yêu cầu như thế nào? Chúng ta có nhiều thời gian không? Không. Không. Thế thì những cái đấy mình sẽ về nhà mình viết. Hiện tại bây giờ con viết cho cô để con biết chữ nào nghĩa là gì. Và mình sẽ sử dụng nó ra làm sao đã nha. Con nhớ cho cô là được. Nhớ này. My là của tôi. Và your sẽ là của bạn. Đọc lại chữ của bạn nào. Your. 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 Cong lưỡi ở cuối. Your. Your. Ở cuối, cong lưỡi ở cuối chứ không phải ở đầu. Your. Roar. Không phải. Con đang cong lưỡi ở đầu đấy. Cô có đọc là raw không? Cô đọc là your. 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 Ok. Nào, vậy thì nhớ cho cô này. Từ ai là tôi mà của tôi chúng ta sẽ chuyển thành my. Bây giờ bố là gì? Mình có bố là gì nhỉ? Không chứ học rồi. À đúng rồi, bố của tôi thì mình dùng là my dad hoặc là my father. Còn mẹ của tôi mình sẽ nói là gì nhỉ? My mom. À my mom hoặc là my ma. My mother. Nhớ không? Nhớ mình học mother, father không? Rồi bây giờ bố của bạn thì chúng ta có dùng my dad nữa không? Và chúng ta sẽ dùng là your dad. Your. 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 Không cong lưỡi ở đầu như vậy. Your. 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 Rồi, tập nói nhiều lần một chút nào. Your. 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 No, 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 no. No. Your. 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 Cô không cong lưỡi như vậy mà. Con nghe kỹ cô đọc nè. Your. 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 Thêm đi O con cong lưỡi nè. Con đọc nè. R. 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 Okay. Bây giờ thêm chữ giờ vào đầu thôi. Your. Rồi. À, không. Cô bảo là thêm chữ giờ chứ không phải chữ r nha. Your. Your. À, bình thường mình đọc là or. 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 Bây giờ mình thêm vào thành
your. Nó không có gì nha. Ờ đúng rồi, đấy, đọc như thế. Rồi. Vậy thì bố của bạn đọc sao nào? Your dad. Còn mẹ là gì? Your mom hoặc là your mommy. Your mother. Okay, mother, father. Học rồi. His. Tiếp theo nào. His. Chữ Z ở cuối thấy không? His. Mình sẽ rung lên một xíu giống như là rose. Thì giờ mình có his. Okay, his. Rồi, his này nó có nghĩa là của anh ấy. Còn của cô ấy chúng ta sẽ có là her. Rồi, con viết mỗi chữ một lần thôi nha. Rồi quay lại đọc bài với cô. Her. Rồi, đọc nè. Thêm chữ her vào. Her. Her. Chữ her mà. Cô thêm chữ her vào. Her. Good. Chúng ta có he. Vậy thì vậy. Chú ý mà cô nói không là bữa sau cô kiểm hỏi cái này là của cái nào là không biết là chết đó nha. Dạ dạ dạ. Rồi, he là anh ấy thì his nó sẽ là của ai? Của anh ấy. Ừ, vậy thì bố của anh ấy lúc này mình nói như thế nào? Ha, cô nói nó. Bố của anh ấy. Bố của anh ấy như thế nào á? Ừ, nói như thế nào? Có phải là my father không? No. Thế phải nói là gì? My father. Ừ, my father là bố của tôi mà. Bố của anh ấy là gì nào? Bố của... Mình thay chữ my bằng chữ gì? His. Rồi. His. Và của cô ấy thì bình thường mình nói cô ấy ví dụ như là she is a student. Nhưng mà bây giờ chỗ này mình chuyển thành her. Chữ her nha. Her. Ờ, ok. Vậy thì bây giờ bố cô ấy nói sao? Her father. Rồi mẹ của cô ấy sẽ là gì? Her mom. Em thỏ hay em heo đấy? Để cho chị học nào. Em heo, để cho chị học nha. Em thỏ. Rồi, ok. Bây giờ con nhìn vào đây, cô có câu hỏi nè. Câu hỏi, what is this? Đây là gì? Thì như bình thường mình trả lời đây là cuốn sách, mình trả lời sao? What is this? What is it? Come. This is hôm trước học rồi.
Đấy, học bài. Nào, để ý nào, what is this? Thì người ta trả lời là gì đi? My. Ừ. Ngày trước là mình chỉ trả lời là this is a book. Còn bây giờ để người ta, nếu mà mình nói this is a book thì nó có nghĩa đây là một quyển sách. Nhưng mà lúc đấy, nếu nói là a book thì có biết là của ai không? Có biết là sách của ai không? Của mình là nữ. Không, bây giờ cô đang nói là this is a book. Đây là một quyển sách. Thì người ta có biết là quyển sách của ai không? Trong câu nói đấy. Không, đúng không? Vậy thì bây giờ muốn thể hiện là ờ, đó là sách của tôi. Thì mình sẽ thêm từ gì vào? Của tôi là gì? Của tôi. Ừ. Của tôi học đầu tiên luôn. Đó là gì? My. Đúng rồi. Vậy thì bây giờ thay vào cho cô. Thay vì ở book thì mình sẽ có là this is my. Ah, yeah, very good. This is my book. Chính xác nha. Con sẽ dùng như vậy. Nếu bây giờ nói đây là cây bút của tôi thì trả lời sao? This is my book. Cây bút. This is my. This is my. My. Cây bút là gì? My. À. Hả? Cây bút là gì? Cây bút là. Rồi xong. This is my pen. Pender. Không có pender gì hết. Pender là con ấu trúc. No. Không có pender. This is my pen. Thế thôi. Còn nếu mà là bút chì thì là my pencil. Còn con gấu trúc là panda. Chứ không phải panda. Vậy là con muốn nói cái nào? Có một cái bút. Ừ, vậy là nó chỉ có this is my pen. It is my pen. Nhớ cho cô nha. Về nhà là học lại hết từ vựng đi. Rồi tiếp theo. Đây là con mèo của cô ấy nói sao? No, không phải he mà là her. Her. This is her. Con mèo. Her cat. Vậy này con biết đọc rồi mà. This is her cat. It is her cat. Rồi. Anh ấy đánh răng của ai đây? Có phải đánh răng của tôi không? Có phải anh đánh răng của tôi không? Mà anh đánh răng của ai? Hả? Anh ta đánh răng của ai đấy? À, anh ta tự đánh răng của anh. Anh ta. Vậy thì của anh ấy là gì? Của anh. Là gì? Cái chữ màu đỏ đó. His. 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 Rồi, và cô bày cho mình cái từ này là từ đánh răng là chữ brushes. Brushes. Brush. She's brushes. Rush, cầm lưỡi lên nào. Rush. Rush. Brushes. 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 Good. Rồi, vậy thì bây giờ trả lời cho cô nào. What does he do? Anh ta đang làm gì đó? Bởi gì đây? Từ mới đọc xong, cô đang gạch chân màu hồng á. Đâu? Đây này. Hi. Hi. Mới đọc xong, bởi gì? Bờ.
Brushes. Brushes. Brush. Brush. Brushes. Brush. 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 Chữ R và cuối cùng con công lưỡi cho cô là brush. 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 Công lưỡi lên. Brush. Trong vào trong, đúng rồi, chính xác. Brush. Brush. Con lại bè ngang lưỡi ra rồi. Brush. Brush. Brushes. Brushes. Good job. He brushes his. His. Cái răng học rồi. Nhiều răng. Răng học rồi nha. Teeth. 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 Rồi, ok. Thời gian đã hết rồi cho nên là hôm sau chúng ta sẽ tiếp tục học bài này. Nhưng mà trước khi con nè, trước khi chúng ta kết thúc bài học thì cô muốn hỏi con. Con cần ôn lại những cái gì con nói lại cho cô nghe. Ôn lại từ vựng. Ôn lại từ vựng bài nào? Bài Q. Bài letter Q, bài letter R. Rồi, bài, rất là nhiều bài như hồi nãy teeth nè, là nó nằm trong bài nào? Bài bộ phận cơ thể là bài body. Được chưa? Phải ôn lại hết tất cả bộ phận cơ thể rồi, con vật này, đồ vật ở trong nhà cho cô. Và nghe kỹ câu hỏi, chỗ nào là what is it? Thì mới trả lời là it is hoặc this is. Còn chỗ nào người hỏi, người ta hỏi là what can you see? Mới trả lời là I can see. Được chưa? Dạ. Rồi bạn hôm nay này. Đây nữa, nghe nè. Và chúng ta còn có học thêm cái tính từ sở hữu này, nghĩa là sở hữu là sao? Nghĩa là để thể hiện là người này, cái này là của ai đó. Ví dụ bây giờ cô có chữ father, nghĩa là người bố, đúng chưa? Ừ. Mà không biết là bố của ai, nếu ghi là my father thì sẽ thành bố của tôi, her father thì nó sẽ thành bố của cô ấy, his father thì nó là bố của anh ấy, hoặc là your father là bố của cậu. Vậy thì cái nhân vật người bố này mình có thay đổi không? Có thay đổi bố không? Có. Thay đổi chữ bố không? His father, her father, không, my không, father. Không. No. Nhưng mà cái đằng trước, cái chữ father thì có thay đổi hay không? No. Không thay đổi hả? Cái chữ father. Her father. Có. His father. Ừ. Vậy có thì chứng tỏ nghĩa là đây là bố của những người khác. Khác nhau. Bố. Nhưng mà là mỗi người bố của em. Ví dụ như bố của con này, bố con em. Ừ, con gọi là my father, nhưng cô có gọi là my father được không? Không, tại vì bố không, người đấy không phải là bố của cô. Được chưa? Như mẹ con. Ông này bông. Ví dụ như là mẹ Bích. Thì con gọi là gì nhỉ? My. Thì cầm cho chị ông chị. Em có lấy bút con rồi, nó cho con học ạ. Bây giờ con chưa cần bút này. Mẹ bây giờ, mẹ Bích của con á, thì con gọi là gì? My. My mom. My mother. My mother. Được chưa? Nhưng cô có gọi mẹ Bích là my mother được không? Cô gọi mẹ Bích là my mother được không? Đúng rồi, chứ không phải gọi. Không phải mẹ của cô đâu. Thì cô sẽ gọi mẹ Bích là your mother. Your mother, được chưa? Là mẹ của con, mẹ của cậu, mẹ của bạn, chứ không phải là mẹ của mình. Hiểu chưa? Rồi ngày hôm sau mình sẽ học tiếp bài này nha, về ôn trước những cái từ đó nha. Bye bye, see you. Ba mi tiền gì được nháy thôi, nháy chờ con tắt. Ây ây.